những người thực hiện chương trình ngày mới của kênh truyền hình BRT. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả và thành công. Cảm ơn quý vị đã chọn kênh BRT để cập nhật thông tin thời sự trước khi khởi đầu ngày mới. Chương trình hôm nay cập nhật đến quý vị nhiều thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh. Bên cạnh đó là những câu chuyện, những gương mặt tiêu biểu hay những chia sẻ hữu ích đối với mọi người và mọi nhà. Trong chương trình, chúng ta sẽ đến xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức để tìm hiểu về một cựu chiến binh điển hình trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Gõ cửa hôm nay đề cập đến công tác kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 51, vốn lâu nay đã được xác định là điểm nóng về mất an toàn giao thông. Thậm chí đã từng có thời điểm quốc lộ này còn được xếp vào danh sách một trong ba tuyến đường có mức độ nguy hiểm nhất cả nước. Ô nhiễm tại các nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục là vấn đề nhức nhối. Làm thế nào để trả lại môi trường trong sạch cho các em sinh hoạt? Cuối chương trình chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một mô hình thú vị. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình. Trước tiên là phần điểm lại những ghi nhận nổi bật trong 24 giờ qua. Đề án xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng. Ngăn chất thải phế liệu không đáp ứng điều kiện vào Việt Nam. Phê duyệt phạm vi dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Bà Rịa Vũng Tàu chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Những thông tin về các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được ghi nhận 24 giờ qua sẽ được chuyển đến quý vị nghe sau đây. Thưa quý vị, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Cùng tham dự có các sở ngành liên quan. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giao thông Vận tải thuộc Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn xây dựng đề án cho thấy, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu hình thành từ năm 2007. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 tuyến hoạt động với tổng chiều dài các tuyến là 476 km, trong đó gồm 3 tuyến nội tỉnh và 4 tuyến liên tỉnh, với tổng số phương tiện hoạt động là 125 xe. Nhìn chung, hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh chưa đạt chất lượng, nên chưa khuyến khích được nhiều người dân sử dụng xe buýt làm phương tiện để di chuyển. Đơn vị tư vấn xây dựng đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đề xuất thành lập Trung tâm Quản lý và Điều hành Hoạt động Vận tải Hành khách Công cộng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo đề án, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định, việc khuyến khích phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là điều hết sức cần thiết. Trước mắt, công ty dịch vụ bến xe quản lý và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho đến khi đã đi vào hoạt động ổn định thì sẽ tính đến việc thành lập trung tâm. Đối với những đối tượng khách được xét hỗ trợ giá cước vận tải, đơn vị tư vấn xem xét tập trung vào 4 nhóm chính là trẻ em, người tàn tật, người già trên 80 tuổi và học sinh sinh viên. Ông Lê Tuấn Quốc cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải xem xét xác định đầu tư xe buýt kiểu mẫu với 3 tuyến vận tải Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến nội thành Vũng Tàu. Riêng tuyến nội thành Vũng Tàu phải thiết kế hành trình ngang qua các điểm đến du lịch. Ông Lê Tuấn Quốc chỉ đạo các sở ngành liên quan khuyến khích doanh nghiệp dây giống của Quỹ Đầu tư và Phát triển của tỉnh. Về định mức giá cước, giao Sở Giao thông Vận tải sớm có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Thường trực Ủy ban tỉnh. Công suất thiết kế của dự án xây dựng mới cơ sở đóng sửa tàu thủy thuộc Công ty Cổ phần Đóng sửa tàu Long Sơn, gồm đóng mới tàu thuyền đánh bắt cá từ 90 mã lực trở lên, 13 chiếc một năm, đóng mới tàu giao thông vận tải và mục đích thương mại khác từ 300 deepway đến 1.000 deepway, 3 chiếc một năm, và dưới 300 deepway, 3 chiếc một năm. Đóng mới cấu kiện nổi 20 chiếc một năm, sửa chữa tàu thuyền khai thác cá và tàu giao thông vận tải 30 chiếc một năm. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Ông Lê Tuấn Quốc đề nghị thành phố Vũng Tàu phải xác định nguồn gốc đất của dự án. Trong trường hợp là đất công của nhà nước, người dân không có điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cho đấu giá. Còn nếu nguồn gốc đất người dân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ưu tiên thỏa thuận cho người dân mua trước và tiếp tục giao Sở Giao thông Vận tải tìm vị trí khác cho dự án này. Ông Lê Tuấn Quốc lưu ý, trong trường hợp Công ty Cổ phần Đóng sửa tàu Long Sơn trúng thầu công ty này cũng chỉ được cấp phép cho đóng mới chứ không được phép sửa chữa vì liên quan đến môi trường.
Mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin kinh tế. Theo kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khuyến khích ưu đãi vượt trội cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo và các bên liên quan trực tiếp, ngoài ưu đãi về đất đai, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án. Doanh nghiệp còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo như ưu đãi quy định tại quyết định số 53 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu tháng 3 đến nay, sức mua vật liệu xây dựng tăng từ 20 đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài vật liệu xây dựng thô, sức mua các mặt hàng trang trí nội thất cũng tăng khoảng 10 đến 15%. Các mặt hàng như sơn, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, thiết bị điện bán khá chạy. Nguồn cung các sản phẩm cũng dồi dào nên không xảy ra tình trạng khan hiếm. Tuy nhiên, có một vài mặt hàng tăng giá nhẹ từ khoảng 5 đến 7%. Nguyên nhân tăng giá ngoài việc đang vào mùa cao điểm xây dựng, còn do giá điện tăng đã tác động lên giá một số loại vật liệu. Tính đến ngày 22 tháng 3, số liệu hàng hóa đang lưu trữ trên địa bàn các cảng biển thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố là hơn 17.200 container, trong đó có trên 9.460 container lưu trữ quá 90 ngày. Đối với các container dưới 90 ngày, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan để thông quan theo đúng quy định, nên không được xác định là tồn đọng. Đối với các container tồn đọng trên 90 ngày, hải quan đã và đang tiếp tục thực hiện thủ tục thông báo tìm chủ hàng theo quy định. Theo số liệu thống kê theo dõi của Tổng cục Hải quan, thời gian qua số lượng các container tồn đọng quá 90 ngày không có sự thay đổi lớn so với cuối tháng 6 năm 2018. Hiện nay, trung bình mỗi tuần có khoảng hơn 2.000 container phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam, đồng thời cũng có khoảng hơn 2.000 container được giải quyết thủ tục thông quan. Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, theo đúng quy định tại Nghị định 29 năm 2018 về trình tự thủ tục, xác lập quyền sở hữu toàn chân về tài sản và xử lý với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn chân và các quy định pháp luật có liên quan. Đến nay, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 thu hút được 14 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó một dự án đã hoạt động từ quý 4 năm 2017 là nhà máy sản xuất đồ nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn Nituri, công suất khoảng 2 triệu sản phẩm một năm. Để có được kết quả tốt đẹp, công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, đã nỗ lực hoàn thiện hạ tầng, đồng thời đưa ra những ưu đãi hấp dẫn về giá thuê đất, tăng thời gian thuê đất lên đến 70 năm và miễn tiền sử dụng đất trong vòng 20 năm đầu cho các doanh nghiệp thứ cấp. Dự kiến đến cuối năm 2019, giai đoạn 2 của khu công nghiệp với khoảng 500 hecta sẽ đi vào hoạt động. Thì hiện nay sự khác biệt của khu công nghiệp chúng tôi so với các khu công nghiệp khác, để chúng tôi thu hút khách hàng có dịch vụ một cửa. Một cửa là ở đây chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng. Những cái khó khăn gì khách hàng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cùng với họ về các cái thủ tục đầu tư, về các cái giấy phép, cũng như là về những cái đánh giá tác động môi trường hoặc là những cái giấy phép xây dựng, rồi cái tuyển dụng lao động, rồi cũng như là các cái thủ tục giấy tờ liên quan để họ có thể xây dựng được cái nhà máy của họ ở đây. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1, huyện Đất Đỏ đã bàn giao đất cho 5 nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà xưởng. Trong đó có 2 nhà đầu tư đã đưa vào vận hành. Công ty cổ phần khu công nghiệp Tín Nghĩa Phương Đông, chủ đầu tư khu công nghiệp, kỳ vọng năm 2019, khu công nghiệp Đất Đỏ 1 sẽ lấp đầy thêm khoảng 70 đến 100 hecta. Để mà thu hút được một cách thuận lợi nhất, chúng tôi cũng áp dụng rất nhiều biện pháp, là cái giá đất cho thuê cũng tương đối rẻ, thuê hạ tầng thì thấp. Thứ hai là các cái thủ tục đầu tư ban đầu, chúng tôi hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm các cái thủ tục DTM, rồi các cái chính sách về thuế thu nhập và hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng và công tác xây dựng ban đầu. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết quý 1 năm nay có 11 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn 569 triệu đô la Mỹ, đạt 36,67% kế hoạch năm. Nâng tổng số dự án còn hiệu lực tại các khu công nghiệp trên địa bàn là 385 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 19 tỷ đô la Mỹ. Về tình hình triển khai công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu từ đầu năm nay thì nó rất là thuận lợi về đường, về cấp điện, về cấp nước, về thoát nước và xử lý nước thải.
cái đất sạch để lúc nào cũng sẵn sàng để chào đón các nhà đầu tư. Để đạt được mục tiêu đề ra năm 2019 là thu hút 30 dự án, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng, đổi mới quy trình cấp phép đầu tư theo hướng tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục. Tỉnh đã đặt mục tiêu sẽ rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày. Thủ tục kết nối cấp thoát nước không quá 7 ngày. Thông quan hàng hóa tối đa là 70 giờ đối với hàng xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng nhập khẩu. Khi hồ sơ của doanh nghiệp được nộp qua văn phòng một cửa tập trung, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiến hành lấy ý kiến của các ngành liên quan trong thời gian 5 ngày. Sau đó tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư để thẩm định, đánh giá và xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư. Khi chủ trương được chấp thuận, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong thời gian sớm nhất. Chuyển sang những thông tin ở những lĩnh vực khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 734 phê duyệt phạm vi dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp giấy phép khai thác sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định số 734 thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 20 công trình khai thác khu vực lấy nước sinh hoạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt gồm 5 công trình khai thác nước mặt từ hồ cấp nước sinh hoạt và 15 công trình khai thác nước dưới đất. Thực hiện quyết định 734 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai, đồng thời phối hợp với các tổ chức cá nhân có công trình khai thác sử dụng nước, xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại thực địa. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu tổ chức cá nhân, chủ công trình được phê duyệt phải bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác sử dụng, theo dõi giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt các công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác, thì tổ chức cá nhân, chủ công trình phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương đã lập biên bản 11.400 trường hợp vi phạm, tạm giữ 210 ô tô, 1.586 mô tô, ra quyết định xử phạt 10.661 trường hợp, tước 945 giấy phép lái xe các loại trong quý 1 năm 2019. Trong số những trường hợp bị lập biên bản, vi phạm không đội mũ bảo hiểm chiếm nhiều nhất với 3.339 trường hợp, tiếp đến là vi phạm tốc độ với 1.738 trường hợp. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện các chuyên đề trọng tâm. Chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Chuyên đề xử lý xe quá tải, phòng chống đua xe trái phép. Đặc biệt, cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động 30 tháng 4, 1 tháng 5. Văn phòng đại diện Ủy ban dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm tặng 60 phần quà với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho đồng bào dân tộc Châu Ro và Khmer các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu nhân dịp Tết Chon Chơ Nam Thơ Mây của người Khmer và lễ hội Sa Yan Pha của đồng bào dân tộc Châu Ro tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài tặng quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, Ủy ban dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh còn tặng quà cho 6 xã, huyện, thị, thành phố có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống với tổng trị giá 18 triệu đồng, gồm thôn Tân Châu, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tổ 10, ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, thôn Tân Ro, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, chùa Nam Sơn Tự, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát cao. Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh ghi nhận trong quý 1 năm 2019 đã tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, ngành y tế đang tập trung các biện pháp phòng chống ngăn chặn sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến hết tháng 3 năm 2019, toàn tỉnh đã có hơn 1.138 người mắc sốt xuất huyết, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó ghi nhận một trường hợp tử vong tại thành phố Vũng Tàu. Khác với những năm trước, đến 60% số ca sốt xuất huyết tại Bà Rịa Vũng Tàu tập trung ở thành phố Vũng Tàu.
thì năm nay số ca sốt xuất huyết lại tăng cao ở hầu khắp các địa phương và tăng đột biến là huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc. Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Đức ghi nhận 235 ca sốt xuất huyết, trong khi năm 2018 chỉ có 22 ca. Trên phạm vi toàn tỉnh, huyện Châu Đức là địa phương đứng thứ hai về số ca mắc sốt xuất huyết, sau thành phố Vũng Tàu là 481 ca. Tại huyện Xuyên Mộc, đến thời điểm này cũng đã ghi nhận 100 ca sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 65 ca. 3/4 trường hợp mắc sốt xuất huyết là trẻ em. Theo ngành y tế, bệnh sốt xuất huyết năm nay có những diễn biến phức tạp, có thể là do diễn tiến theo chu kỳ dịch. Cứ cách 3 đến 4 năm lại có một năm tăng đột biến. Bên cạnh đó, sốt xuất huyết gia tăng cao còn có nguyên nhân. Sự lưu hành của chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết Dengue 2. Trước đây, sốt xuất huyết chủ yếu là do virus Dengue 1 gây ra. Nhưng đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, qua giám sát dịch bệnh lại thấy xuất hiện thêm virus chủng Dengue 2. Chính chủng này gây ra bùng phát dịch sốt xuất huyết do chưa có miễn dịch cộng đồng đối với chủng virus Dengue 2. Ngành y tế dự báo số ca sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là trong mùa mưa. Khảo sát của đội Trung tâm Y tế dự phòng các địa phương cũng cho thấy tỷ lệ người dân ngủ mùng còn khá thấp, nhất là tại huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc. Chỉ có khoảng 65-70% gia đình ngủ mùng, càng khiến sốt xuất huyết tăng cao. Để kiềm chế số ca mắc sốt xuất huyết cũng như hậu quả do sốt xuất huyết, ngành y tế đã và đang tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, trong đó vẫn chú trọng vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, xử lý dịch và kiểm soát dịch. Trung tâm Y tế Xuyên Mộc cũng là thực hiện đúng các cái quy trình mà xử lý dịch của Bộ Y tế, là xử lý kịp thời trong 48 giờ. Cái thứ hai là cũng có thay đổi một chút về cái tuyên truyền. Mỗi năm chúng ta tuyên truyền mạnh về vấn đề mà diệt lăng quăng. Không có lăng quăng là không có sốt xuất huyết. Tuy nhiên vào cái mùa này là nắng hạn nên là lăng quăng là rất là ít. Nên là có thay đổi một tí. Tuyên truyền về cái nâng cao cái ý thức mà phòng chống muỗi đốt cho người dân. Cụ thể là ngủ mùng, ban ngày lẫn tối. Cái thứ hai nữa là trẻ em thì phải được mặc áo dài tay và được chăm sóc, được quan tâm hơn trong cái thời gian mà sau khi đi ở trường về. Tất cả những ca bệnh mà đã được ghi nhận thì chúng tôi đều cho đi giám sát, kể cả chuyên trách của huyện và chuyên trách của xã. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục là đẩy mạnh cái công tác giám sát ở cộng đồng hơn nữa để làm sao mà góp phần được khống chế cái sốt xuất huyết xảy ra. Chúng tôi cũng mong muốn rằng chính quyền hãy kiên quyết trong cái việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái trường hợp mà cố tình không tham gia trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết, mà cái này đã được quy định ở trong cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng như là trong cái nghị định 176 về cái xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực y tế, rằng từ chính quyền cho tới các ban ngành đoàn thể tới người dân chúng ta cũng tham gia tích cực trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết. Và đặc biệt là khi vệ sinh môi trường thì chúng ta không phải là chúng ta chỉ chờ tới chiến dịch thì chúng ta mới làm. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus Dengue cấp tính, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và thường có những biến chứng nguy hiểm ở giai đoạn 2 của bệnh, tức ngày thứ 4, thứ 5 và 6. Trong thời điểm bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng và lây lan, khi có những dấu hiệu sốt cao đột ngột, đau đầu, nhức mỏi, đặc biệt là có dấu hiệu xuất huyết, người dân cần phải nhanh chóng đến cơ sở y tế. Những người đang có các bệnh mãn tính lại càng phải đến cơ sở y tế sớm hơn. Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc làm đường giao thông là tiêu chí quan trọng hàng đầu, nhưng cũng khó thực hiện do kinh phí lớn, ảnh hưởng tới quyền lợi của nhiều hộ dân. Nếu không được nhân dân đồng thuận, sẽ rất khó thực hiện. Và ý thức được điều này, Hội Cựu chiến binh xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức đã làm tốt việc phát huy vai trò, vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trong đó thì cựu chiến binh Phạm Quốc Minh là một tấm gương điển hình. Con đường liên thôn Tân Phú, Tân Hiệp chạy qua phần đất nhà ông Phạm Quốc Minh, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 113, Bộ Tư lệnh Đặc công trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Đây vốn chỉ là đường mòn nhỏ, đi lại rất khó khăn, nên mỗi lần đi trên con đường trước nhà, ông Minh luôn mong ước con đường được mở rộng thông thoáng. Năm 2018, khi đảng bộ chính quyền xã Bầu Chinh có chủ trương xây dựng đường, gia đình ông Quốc Minh đã tự nguyện hiến 700 mét vuông đất, hơn 10 cây dầu trên 15 tuổi và gần 100 nọc tiêu để mở rộng đường. Trong cái phong trào mà xây dựng nông thôn mới thì cựu chiến binh cũng
Với phương châm của chúng tôi, vừa là trên quan điểm là cá nhân và cũng như là đại diện cho một cái tổ chức hội đó, thì luôn quán triệt với anh em rằng ở đâu có cựu chiến binh thì ở đó sẽ có phong trào đó, cho nên là tất cả những phong trào của địa phương mà ở đâu có hội viên cựu chiến binh thì nói chung là những hội viên cựu chiến binh đều là những tấm gương sáng hay đều là những hạt nhân nòng cốt trong cái công tác tuyên truyền vận động. Với vai trò là phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã Bầu Chinh, ông Minh còn tích cực đi vận động, tuyên truyền, phân tích lợi ích của việc hiến đất làm đường cho người dân xung quanh và được người dân đồng tình ủng hộ. Kết quả đã có 21 hộ tự nguyện hiến trên 6.000 mét vuông đất, xây dựng con đường dài hơn 1 km, rộng 7 mét. Trong cái quá trình mà thực hiện công tác và làm cái đường này thì cũng được sự ủng hộ tất cả các bà con ở đây, mười mấy hộ, đặc biệt là có sự giúp sức của anh Phạm Quốc Minh, phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Ngoài cái nhiệm vụ chính của anh là cựu chiến binh thì anh còn tham gia công tác địa phương nữa. Với sự tác động tích cực của cựu chiến binh Phạm Quốc Minh mà công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường liên thôn hoàn tất nhanh gọn. Tuyến đường đang chuẩn bị xây dựng mở rộng vào giữa năm 2019. Với một cái tinh thần và trách nhiệm rất là cao, trong đó của tập thể là thường trực hội cựu chiến binh cũng như là có cá nhân của là đồng chí Phạm Quốc Minh, hiện là phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã, đã thực hiện một cái tuyến đường ở tại thôn Tân Phú, ở thành Tân Phú. Thì đến nay thì đồng chí cũng đã có cái công lao rất lớn. Thứ nhất là trực tiếp hiến đất để cho nhà nước làm. Với cái chủ trương của Ủy ban nhân dân huyện đã có cái phê duyệt kinh phí cho địa phương năm nay. Thứ hai là qua đó thì cũng được sự đồng tình rồi quan tâm. Thì có cái thể hiện riêng của cá nhân đồng chí thêm là trách nhiệm vận động bà con nhân dân ở tại khu vực đó. Đến nay thì tuyến đó thì cũng phải nói là được là sau khi mà thực hiện cái chủ trương này rồi thì đã có cái thực hiện là làm theo quy trình. Thì là bà con nhân dân cũng đã đồng tình hưởng ứng cao và đã nhất trí ký vào biên bản hiến tất tần tật về đất, rồi cây trái, vật kiến trúc trên đất. Riêng bản thân đồng chí cũng đã gương mẫu, tức là bản thân trong và gia đình cũng đã hiến, tức là gần 700 mét vuông đất mà không có một cái điều kiện nào. Thì chúng tôi đánh giá đây là một cái việc làm phải nói rằng là rất là tốt, và chúng tôi cũng sẽ nhân rộng cái điển hình cựu chiến binh gương mẫu gắn liền với việc mà xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân xã Bầu Chinh. Nhưng để sớm đạt các tiêu chí về nông thôn mới là cả một chặng đường dài và nhiều khó khăn. Cùng với sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, những con đường ý đảng lòng dân càng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân nơi đây, làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã nói riêng và toàn huyện Châu Đức nói chung trong thời gian tới. Ngày mới tiếp tục cập nhật cùng quý vị những thông tin thế giới nổi bật, hấp dẫn trong bản tin Thế giới 360 độ. Indonesia thêm nhiều gia đình nạn nhân kiện hãng Boeing. Georgia giới tham vọng trồng nho trên sao Hỏa. Ai Cập truyền hình trực tiếp mở quách chứa xác ướp 2.500 năm. Nơi ươm mầm những hạt giống của Panta Kepan. Lễ hội chia tay mùa đông tại Belarus. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Thế giới 360 độ sáng nay là những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng pháp lý từ tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ. Ngày càng nhiều gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Lion Air của Indonesia xảy ra hồi tháng 10 năm 2018, để đơn kiện tập đoàn sản xuất máy bay Boeing Company. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Jakarta, các gia đình của 11 nạn nhân vừa cho biết họ đang cùng với hàng chục gia đình khác ở nước này khởi kiện Boeing. Các gia đình nạn nhân và luật sư đại diện cũng cho rằng việc Boeing thừa nhận hệ thống lái tự động gặp vấn đề sẽ giúp cho các vụ kiện của họ. Hiện hàng chục gia đình ở Indonesia vẫn chưa nhận được khoản tiền bồi thường do từ chối ký vào một biên bản nhận miễn trừ. Theo đó, các gia đình không được kiện Lion Air, Boeing hoặc các công ty con. Trong thời gian qua, dòng máy bay 737 MAX của Boeing đã bị ngưng hoạt động ở nhiều nước sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines cướp đi sinh mạng của 157 người và vụ tai nạn của hãng Lion Air tháng 10 năm 2018 khiến 189 người thiệt mạng.
Liên tục bản tin là những thông tin về kinh tế, môi trường, khảo cổ học. Thưa quý vị, đất nước Georgia luôn tự hào về truyền thống làm rượu vang của mình. Thậm chí là họ còn tuyên bố mình là những người đầu tiên làm ra rượu vang. Ở giờ đây, Georgia còn tham vọng trở thành quốc gia đầu tiên có loại rượu vang làm từ những cây nho được trồng trên sao Hỏa. Dự án mang tên Thiên Điên Kỷ thứ 11 của Georgia sẽ nghiên cứu để xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp trên sao Hỏa. Dự án này có thể giúp hiện thực hóa các khu định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vào năm 2030. Trong đó, một bước quan trọng chính là xác định các giống nho để thích ứng điều kiện khắc nghiệt trên hành tinh đó. Giống nho phải có khả năng chống lại bức xạ nhiệt, bão bụi và sự thay đổi nhiệt độ phức tạp. Dự án rượu vang ngoài không gian sẽ khởi động vào cuối năm nay với việc lắp đặt một nhà kính đặc biệt. Đất và hạt giống sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt với điều kiện mô phỏng giống như trên sao Hỏa. Một công ty thực phẩm ở bang Carolina Bắc của Mỹ hiện đang phải thu hồi khoảng 30.000 kg bánh sandwich kẹp nhân đông lạnh. Sau khi kết quả kiểm định vừa công bố cho thấy, sản phẩm này có chứa một loại nhựa hơi trong. Kết quả kiểm dịch do Cơ quan Kiểm tra An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ tiến hành. Nhà sản xuất phát hiện sự cố trên sau khi nhận được phàn nàn của khách hàng. Mặc dù hiện chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp nào bị thương hoặc ngộ độc do ăn phải sản phẩm trên. Số bánh sandwich kẹp nhân đông lạnh được sản xuất trong 2019 và 20 tháng 2, có niên hạn sử dụng đến tháng 8 năm 2020 và hiện đang được bày bán khắp nước Mỹ. Chính quyền thành phố London, Anh thông báo rằng người lái những chiếc xe động cơ diesel có tuổi đời trên 4 năm và xe ô tô chạy xăng đã vận hành trên 13 năm sẽ phải trả phí, trong khi xe taxi được miễn loại phí này. Các loại xe lớn có lượng phát thải vượt quy định sẽ phải gánh khoản phí hàng ngày lên tới 100 bảng Anh. Hiện chính quyền thành phố hy vọng kế hoạch thu phí những phương tiện gây ô nhiễm sẽ giúp làm sạch không khí và giảm lượng khí thải giao thông nguy hại trên đường phố, nguyên nhân làm giảm tuổi thọ cũng như gây các bệnh về phổi. Theo kế hoạch, dùng thu phí sẽ mở rộng ra toàn phạm vi thủ đô London từ tháng 10 năm 2021. Các chuyên gia phối hợp với kênh Discovery Channel đã truyền hình trực tiếp quá trình mở quách chứa xác ướp 2.500 năm tuổi của một thầy tu cấp cao Ai Cập hôm 8 tháng 4. Xác ướp được phát hiện cùng với chiếc đầu bằng sáp bí ẩn, được cho làm mô phỏng theo khuôn mẫu chính xác đầu của vị thầy tu này. Theo kênh Discovery, chiếc đầu sáp tinh xảo đến mức nếu còn sống có thể dễ dàng nhận ra ông ấy trên đường phố. Ai Cập lần đầu tiên truyền hình trực tiếp quá trình mở quách chứa xác ướp cổ. Địa điểm khai quật là khu vực Al Ghurifa, khoảng hơn 250 km về phía nam thủ đô Cairo. Quách chứa xác ướp nằm trong công trình gồm nhiều phòng, đường hầm và lăng mộ vẫn còn nguyên dạng sau hàng ngàn năm, được phát hiện từ những năm 1920. Chữ khắc trên quách tiết lộ, vị thầy tu này từng là một trong năm thầy tu vĩ đại nhất của thần Thoth, vị thần tri thức và mặt trăng trong thần thoại Ai Cập. Quách được trang trí bằng nhiều đồ tạo tác dạ dàng. Trong suốt chương trình kéo dài 2 giờ, nhóm nghiên cứu giới thiệu đến người xem khu vực chôn cất và các phòng bên trong công trình. Cùng với mộ thầy tu cấp cao, các nhà khoa học cũng tìm thấy hai xác ướp khác. Những thông tin về giáo dục văn hóa sẽ khép lại phần thông tin thế giới 360 độ. Thưa quý vị, bãi rác thải Bantagebang lớn nhất Đông Nam Á là nơi sinh sống của khoảng 3.000 gia đình. Thu gom rác thải là cách kiếm sống duy nhất của những người dân ở đây. Điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, chứ đừng nói đến chuyện cho con cái đi học. Các tình nguyện viên đã giúp trẻ em tại bãi rác học tiếng Anh, âm nhạc, các môn khoa học cùng nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Mỗi ngày có tới hàng trăm xe tải ra vào Bantagebang, bãi rác thải lớn nhất Đông Nam Á. Chỉ cách thủ đô Jakarta, Indonesia khoảng 40 km. Mọi loại rác thải đều được dồn về đây. Việc thu gom rác thải diễn ra 24 giờ. Rất nhiều trẻ em tham gia công việc này. Amri, mới 15 tuổi, đã bỏ học từ 4 năm trước để phụ giúp cha mẹ. Cách không xa bãi rác là trung tâm những hạt giống của Bantagebang của Koresha Bonat, nơi giúp các em hiện thực hóa giấc mơ đi học.
Và lớp học này dường như rất được các em nhỏ ủng hộ. Những năm qua, cô Reza đã đem câu chuyện về những đứa trẻ lớn lên ở núi rác khổng lồ Bantageban đến rất nhiều hội nghị và diễn đàn quốc tế để thế giới biết đến tình cảnh ngày càng khó khăn của các em. Những chia sẻ của cô đã thu hút sự chú ý và gây xúc động lớn cho nhiều nhà hảo tâm, khiến họ quyết định giúp đỡ duy trì hoạt động ở trung tâm những hạt giống Bantageban, qua đó nâng cao môi trường giáo dục và truyền động lực sống cho trẻ em. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên vào khoảng thời gian đầu tháng 4 thì người dân tại Belarus lại mặc những trang phục lạ mắt và lao mình xuống làn nước băng giá. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức như là một lời chào tạm biệt mùa đông và đón chào thời tiết ấm áp. Đây là lần thứ 9 lễ hội chia tay mùa đông mang tên Californication được tổ chức tại thị trấn Lugoyce, cách thủ đô Minsk của Belarus 30 km về phía đông. Vào những ngày cuối mùa đông, mọi người đều tụ tập về đây để nói lời tạm biệt với những đụng tuyết lạnh buốt, điều khiến không ít người khó chịu trong mùa đông lạnh giá. Dù chỉ là một lễ hội vui vẻ, thế nhưng vẫn sẽ có những giải thưởng được trao. Có hẳn một hội đồng giám khảo được thành lập để chọn ra người chiến thắng cho từng hạng mục. Trang phục đẹp nhất, kỹ thuật tốt nhất và người chơi bơi được quãng đường dài nhất. Thưa quý vị, chuyện nuôi chó và để chó cắn người đang là thời sự. Từ thực thi quy định về nuôi chó, xử lý khi chó cắn, đến cách ứng xử giữa chủ chó với người xung quanh, trách nhiệm của chính quyền đều được đưa ra bàn thảo. Chuyện nuôi chó không theo luật lệ tuy không lớn, nhưng lại là thước đo hiệu lực thực thi pháp luật của chính quyền, ý thức chấp hành luật pháp của người dân. Liệu sau những sự cố, việc nuôi chó có vào nề nếp, rồi sẽ có đô thị, khu dân cư không còn phiền toái gì chó? Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ có bài bình luận: trị chó thả rong cần một án lệ. Theo thông tin đăng tải trong bài viết, pháp luật về vật nuôi đã khá đủ. Nuôi chó phải đăng ký, phải có sổ lý lịch. Chó ra đường phải rọ mõm, có xích và người dắt. Nhưng trên thực tế, pháp luật về vật nuôi chỉ được dùng tới khi có sự cố như chó cắn người gây thương tích. Còn bình thường, chẳng ai quan tâm, chính quyền cũng ít xử phạt. Nhiều ý kiến cho rằng chuyện phạt chủ chó để tạo án lệ cũng tương tự như chấn chỉnh nạn đậu ô tô bừa bãi. Trước đây, khi người dân góp ý đậu ô tô không đúng chỗ, thường bị chủ xe thách thức, thậm chí là dẫn đến xung đột. Thế nhưng chỉ cần chính quyền cho người xuống cẩu xe và phạt, hết ai dám đậu ô tô bừa bãi. Muốn đô thị bớt xấu xí vì chó thả rong, chính quyền cũng hãy phạt để tạo ra án lệ. Và hãy thử dùng cách đó để nâng cao ý thức của người dân nuôi chó. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác được các trang báo đăng tải. Trên báo Thanh Niên có bài phản ánh về tình trạng công trình nước sạch tại trung tâm thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng bỏ hoang. Theo phản ánh trong bài viết, công trình này hoàn thành xây dựng năm 2015. Đến nay, công trình chưa một lần bơm nước sử dụng. Hiện nhiều hạng mục công trình gỉ sét hư hỏng. Nguyên nhân là do khu vực này đã được Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển Đô thị Đắk Nông cung ứng nước sạch, nên công trình này đầu tư không cần thiết. Đang trong thời vụ đánh bắt chính của năm, nhưng hàng loạt tàu vỏ sắt đóng mới theo Nghị định 67 trị giá hàng chục tỷ đồng ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định bị nằm bờ vì làm ăn thua lỗ. Những ngư dân trước đây đi đầu hưởng ứng Nghị định 67 giờ sắp trở thành con nợ của các ngân hàng. Phản ánh này đang được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, báo Dân Trí đăng tải thông tin. Bộ Công an đã chuyển 28 thí sinh gian lận điểm thi, hiện đang theo học các khối trường trực thuộc Bộ Công an và đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định. Cục Đào tạo Bộ Công an đang chờ trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về tình hình thí sinh gian lận điểm thi và sẽ công bố khi có kết quả. Thưa quý vị, quốc lộ 51 lâu nay đã được xác định là điểm nóng về mất an toàn giao thông. Thậm chí là đã từng có thời điểm quốc lộ 51 còn được xếp vào danh sách một trong ba quốc lộ có mức độ nguy hiểm nhất nước đó, Ánh Minh. Đúng là như vậy. Thời gian qua, dù lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực tăng cường các kế hoạch tuần tra xử phạt, nhưng tình hình tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 được xem là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay.
tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 51 chủ yếu xảy ra trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Theo thống kê của Công an thị xã Phú Mỹ, quý 1 năm 2019, trên địa bàn thị xã xảy ra 14 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết 16 người. 11 vụ trong số này xảy ra trên quốc lộ 51. Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và cảng biển, lại có nhiều mỏ vật liệu xây dựng. Lẽ đương nhiên, lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn dày đặc. Lưu thông cùng nhiều phương tiện trọng tải lớn như xe tải, xe container, nguy cơ xảy ra tai nạn trên quốc lộ 51 vì vậy rất cao. Tai nạn cũng do mình là phần nhiều chứ không có đổ thừa ai được. Nhiều khi như chị thấy, Honda cứ lắng biển, ví dụ như mình chạy đúng tốc độ mình chạy trong này thì làm sao xe tải nó cán mình được, làm sao mình té nó được. Như Honda chạy rồi này, xe tải bóp cò suốt, rồi hả la, rồi vậy đó là mới chịu tách vô. Trong khi mức độ rủi ro khi lưu thông trên quốc lộ 51 rất lớn, thì phần lớn người dân địa phương nói riêng và người tham gia giao thông trên quốc lộ nói chung vẫn có tâm lý chủ quan. Minh chứng là những vi phạm có thể dẫn đến tai nạn giao thông vẫn xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ, suốt tuyến. Chẳng hạn như người đi xe máy thì lấn làn đường chạy ngược chiều. Chạy nhanh lắm, chạy ẩu lắm, Honda chạy ngược đường thì rất là nhiều. Mấy anh công an hay đứng ở đây là bắt xe nhiều lắm. Đối với người điều khiển các loại vận tải hàng nặng, ý thức tham gia giao thông cũng không khá hơn là mấy. Khu vực này nói chung là mạnh ai nấy đi, xe container thì chạy lắng lên đường, ép xe mô tô, xe khách thì đua lắng tuyến. Nói chung là cái xe ô tô, xe máy thì không có đường đi, phải leo lên lề đường, nó gây ảnh hưởng đến người đi bộ. Lỗi ở người tham gia giao thông là điều không thể phủ nhận. Song bên cạnh đó cũng có một phần nguyên nhân do lỗi khách quan. Ví dụ như việc lấn làn đường. Nhiều cơ sở dịch vụ trên địa bàn thường xuyên có các loại xe hàng dừng đổ lấn cả phần đường dành cho xe máy lưu thông. Người đi xe máy không có cách nào khác hơn lại lấn sang phần đường dành cho ô tô. Cái làn đường xe máy mình thì cỡ chừng 2 mét hoặc hơn 2 mét. Mà cái kích cỡ ô tô nó vừa chắn vừa thấy luôn là mình phải vượt qua làn khác. Rồi lúc mà mình không xử lý kịp hay là mình đang mà bị vướng là xe tới, xe phía sau nó sẽ đụng vào mình. Vụ tai nạn giao thông làm chết hai nữ tu sĩ của giáo xứ Ngọc Hà xảy ra tại ngã ba quốc lộ 51 giao với đường 80 của thị xã Phú Mỹ cho thấy khu vực này dù dân cư đông, giao thông phức tạp nhưng lại thiếu đèn chiếu sáng, thiếu đèn tín hiệu giao thông. Ngay sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, khu vực ngã ba giao với đường 80 hiện đã được ngành chức năng xúc tiến việc lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông, tránh tình trạng người tham gia giao thông mạnh ai nấy đi, không ai nhường ai. Chỗ này tai nạn nhiều lắm, cứ cách vài ngày thì lại có một vụ mà tai nạn đây toàn chết người không. Nhẹ thì cũng gãy chân gãy tay, còn không là toàn chết người. Mà rất là cái hướng xe đi lên ấy là người ta không có nhường cho người đi bộ. Và xe chạy ẩu lắm, nếu không có đèn đỏ ở đây thì không ổn. Không phải tất cả những tồn tại bất cập trên quốc lộ 51 đều đã có giải pháp khắc phục. Như giải pháp xây dựng cầu vượt tại một số địa bàn đông dân cư do khó khăn về kinh phí nên chưa thể thực hiện. Các tuyến giao thông kết nối để phục vụ riêng khu công nghiệp và cảng biển chưa hoàn thiện, nên các phương tiện tải trọng lớn vẫn phải lưu thông chung trên quốc lộ 51. Điều đó cũng có nghĩa là quốc lộ luôn trong tình trạng quá tải. Và người tham gia giao thông, để bảo vệ sự an toàn của chính mình, càng phải nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, cũng như các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn, trong khi chờ các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp khắc phục căn cơ hơn. Thưa quý vị, nhiều năm trước, tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, bốc mùi hôi và bẩn tồn tại khá là phổ biến ở nhiều trường học, trở thành nỗi ám ảnh của học sinh. Khắc phục tình trạng này, những năm gần đây, việc đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo hướng hiện đại và đồng bộ đã được các cấp chính quyền quan tâm chú trọng. Trong đó có việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch, bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu của giáo viên và học sinh. Bên cạnh sự đầu tư này, thì một số trường học trong tỉnh đã có nhiều giải pháp cho khu vực nhà vệ sinh trở nên đẹp hơn, sạch sẽ, thoáng mát và thân thiện hơn. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu để tìm hiểu về mô hình nhà vệ sinh xanh, sạch, đẹp, thân thiện của trường. Đây là các khu nhà vệ sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. Nhà vệ sinh của trường không chỉ sạch đẹp, thoáng mát mà còn rất tiện nghi.
Tất cả 10 khu nhà vệ sinh với 34 buồng đều được trang trí tranh ảnh vui tươi, lồng ghép vào đó là những khẩu hiệu tuyên truyền cổ động bảo vệ môi trường, phòng chống hút thuốc lá, sử dụng ma túy và những hướng dẫn liên quan đến việc giữ gìn vệ sinh chung. Các phòng vệ sinh còn được trang trí bằng những chậu cây cảnh nhằm tạo không gian tươi xanh dễ chịu. Phần lớn những sản phẩm này đều do cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đóng góp trang trí nên. Chúng tôi đã treo những cái chỗ mà cho học sinh rất là dễ nhìn nhất để khi mà học sinh bước vào nhà vệ sinh thì sẽ thấy những cái slogan, những cái tranh ảnh xung quanh. Để giữ gìn cái nhà vệ sinh thì tôi đã tuyên truyền tất cả các em học sinh có ý thức chung, không để chân lên các bệ trên bồn cầu, rồi không bỏ giấy vào bồn cầu, rồi khi mà đi vệ sinh xong thì có ý thức rửa tay sạch sẽ và lau chùi khô ráo, rồi luôn giữ cái nhà vệ sinh trong tình trạng là khô ráo và sạch sẽ. Thì sau khi mình đào tạo cây xanh thì cũng tìm những cái loài cây mà phù hợp với lại không có ánh sáng, hút khí độc. Đó. Thì đầu tư cây xanh xong rồi nhìn vào trong nhà vệ sinh cảm thấy nó thiếu màu sắc, nó có một màu xanh thôi. Đó, cho nên là lại nghĩ là phải có hoa. Nhưng mà hoa thì điều kiện kinh tế của nhà trường, mọi thứ rồi kinh phí không thể nào đủ được. Thì lại nghĩ tới là tranh và phải tranh trừu tượng và tranh phải nhiều màu sắc để tạo nên những cái sắc màu cho nhà vệ sinh sinh động. Với sự chung tay góp sức của giáo viên và học sinh, nhà vệ sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn năm học này đã xanh sạch đẹp và thân thiện. Ai nấy đều phấn khởi và quyết tâm sẽ cùng bảo quản nhà vệ sinh luôn xanh sạch đẹp, tiện nghi, thân thiện. Cái nhà vệ sinh thì lúc trước thì nhà vệ sinh cũ thì rất là không được sạch sẽ, nhưng mà sau khi được nhà trường, được thầy cô được đầu tư vào nhà vệ sinh thì khi đi vào em cảm thấy là thoáng mát. Trước đây thì trường của em chưa có xây lại, chưa có tu sửa và cũ, thì là nhà vệ sinh của trường em cũng cũ luôn. Thì nó rất là kiểu cơ sở vật chất nó không có hiện đại như bây giờ. Bây giờ thì nhà vệ sinh trường em đã được sửa lại, được xây lại và rất là sạch đẹp. Em và các bạn sẽ đóng góp để bảo vệ nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thân thiện tại trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn không chỉ tạo tâm lý thoải mái cho học sinh sau những giờ học căng thẳng, mà qua đó đã và đang góp phần xây dựng môi trường cảnh quan trường học xanh, sạch đẹp. Các khu nhà vệ sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn thành phố Vũng Tàu quả thật là rất là sạch, đẹp và thân thiện, phải không thưa quý vị? Hy vọng rằng cách làm trên của tập thể giáo viên cũng như là học sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn sẽ là những gợi ý bổ ích để các trường học trên địa bàn tỉnh học tập và nhân rộng. Bây giờ chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10 tháng 4, tình trạng thời tiết hanh khô chưa được cải thiện do vùng áp thấp nóng phía Tây, hình thái thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực tỉnh vẫn đang hoạt động mạnh. Sáng sớm và đêm trời mát, tuy nhiên thời điểm trưa chiều mai nền nhiệt tăng mạnh. Một số nơi như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc có nắng nóng với mức nhiệt khá cao từ 34 đến 36 độ. Các khu vực khác mức nhiệt cũng khá cao từ 32 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Tình trạng thời tiết hanh khô kéo dài kết hợp với vùng áp thấp nóng khiến nguy cơ về cháy nổ đang ở mức báo động. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Độ ẩm tương đối 60 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động hàng hải và hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 4 năm 2019, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 5 giờ, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 23 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị cũng là những điều quý vị quan tâm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.